rằng lá đủ. Anh có nghe nai vàng hát khúc yêu đương, và anh có nghe khi mùa thu tới hai chúng ta sẽ cùng chung lối. Anh có nghe nghe hồn thu tới mình yêu. Chào mừng tất cả anh chị đến bên kênh của tôi, và tôi vẫn là Hải Joseph đây. Và đây là cái kênh chính thức của tôi chuyên sâu về đào tạo về piano ha. Và dành cho những bạn mà muốn học piano cơ bản này, mới bắt đầu, để học được những cái kiến thức nó đúng ngay từ đầu luôn. Và nâng cao thì tôi có khóa piano solo về đệm hát, từ đệm hát nhạc nhẹ cho tới đệm thánh ca cho mọi lứa tuổi. Ngoài ra nữa thì tôi còn có những cái khóa chuyên sâu dành cho các bạn muốn học theo âm nhạc chuyên nghiệp, là học về hòa âm phối khí này, hay là những cái biểu diễn sân khấu. Và những anh chị mà muốn học về đào tạo để trở thành một người đào tạo và giảng dạy về piano, về hòa âm, về đệm hát cũng như solo ha. Chúng ta vừa được thưởng thức một khúc trong bài Mùa thu cho em, một bài rất hay của nhạc sĩ Ngô Thùy Miên, được trình bày bởi ca sĩ Julie Thanh Nguyên. Julie Thanh Nguyên thì là một giọng hát chuyên về tiếng Pháp, bản hát tiếng Pháp rất là hay. Nếu mà các bạn xem hết cái clip mà tôi để ở dưới phần mô tả, phần comment ấy, thì anh chị sẽ thấy rằng là phần khúc sau sẽ có một cái khúc mà Julie hát tiếng Pháp, bởi vì bài này có một nhà thơ người Pháp rất thích những cái tác phẩm của nhạc sĩ Ngô Thùy Miên và những ca khúc Việt Nam, thì ông đã viết những cái lời Pháp. Trong thời lượng chương trình thì tôi không thể phát hết được, anh chị có thể xem thêm ở phần dưới phần comment ha. Thì nội dung của bài học ngày hôm nay á, thì tôi muốn nói về cái việc đặt hòa âm cho nốt bay đi liền bậc đi xuống ha. Thì tôi lấy cái bài mẫu đó, bài Mùa thu cho em, bởi vì một bài khá là quen thuộc. Và Julie Thanh Nguyên thì vừa hát bài này trên giọng rê trưởng. Và hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn bài này cho tất cả anh chị trên giọng đô trưởng, để cho rất nhiều lứa tuổi và nhiều anh chị có thể theo kịp ha. Thì ở trên giọng đô trưởng sẽ như thế này. Này. Son do 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 mi son. Re mi re si re si son. Anh chị sẽ thấy nó rất là đơn giản, đúng không nào? Nếu mà chúng ta đặt hòa âm là a di da ti da da di da ti đó, và mi thứ, và re ti ti ta ra ti da da ta ti da da ti da, nó sẽ rất là đơn giản ha, nó chưa có nhiều màu sắc. Thế thì một cái khúc như thế này thì làm sao mà chúng ta có thể sử dụng đặt hòa âm mà tạo thêm một chút màu sắc để sử dụng nốt bay đi liền bậc ha? Thì nếu mà anh chị vừa nghe cái phần mà tôi có đệm cho Julie Thanh Nguyên, thì tôi có sử dụng nốt bay đi liền bậc đi xuống khá là nhiều lần ha. Bởi giai điệu đi lên thì nốt bay mà đi xuống thì nghe khá là thú vị. Thì đầu tiên tôi vào là ta ri ta ta ra ti ra ti ta. Khúc đầu tiên tôi sử dụng ở đây đó chính là đô sớt 2, rồi tôi về đô tam giác 7 ha. Nào, đánh cao lên nhé. Ta ti ta này, đô sớt 2 này. Ta ti ta ta ra ti ta ta ti. Và cái hợp âm thứ hai thì tôi về hợp âm là đô tam giác 7, thay đổi đúng mỗi một nốt. Đó. Ta ta ti về rê thứ, ta ti ta ra ti ta. Và khúc này tôi sử dụng công thức 251 rê thứ 7 về son 7 xong về đô, là 251 của đô trưởng này. Ti ra ti ta ra 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 vào đô, đúng không? Và khúc này tôi sử dụng nốt bay đi liền bậc này, thì thay vì là ta ra ti ta vào pha trưởng, nhưng mà ở đây tôi sử dụng là đô mà bát si giáng, hay còn gọi đây là một hợp âm đô 7. Đây. Đô 7 mà đảo 3 cho xuống dưới này. Đó, anh chị sẽ thấy rằng là tôi sẽ đẩy cái nốt si giáng xuống dưới. Đó, đô 7 mà đô 7 đảo 3. Ta ti ta ta. Wow. Đó. Và khúc này tôi sử dụng pha trưởng mà là pha mà pha bát la. Anh chị sẽ thấy không? Nó hợp âm 7 thì 7 át nó luôn giải quyết về bậc 4 đằng sau nó. Thì ở đây nó sử dụng 7 át để đảo về bậc 4.
bốn đảo này, pha mà pha đảo đó. Thì lúc này ta có một cái tuyến bay đi liền bậc này. Anh chị mà muốn kỹ hơn nữa thì chúng ta có đô tam giác bảy này, bát si này, đô bảy át bát si dáng, rồi về pha bát la. Thì chúng ta đã có tuyến bay này, đô si si dáng về la. Tôi làm lại nhé. Ta ti da ti ta ri da ti. Và khúc này tôi sử dụng hợp âm, đó chính là pha thứ mà bát la dáng. Tại sao lại có pha thứ ở đây? Nếu mà các bạn mà nắm được những kiến thức hòa âm nâng cao một chút về trưởng thứ hòa thanh giai điệu, đây là đô trưởng tự nhiên này, còn đây là đô trưởng hòa thanh này, có bậc 6 dáng xuống nửa cung là nốt la dáng. Và từ đó thì ta có một cấu tạo bậc 4, đó chính là pha thứ đó. Và tôi sử dụng ở đây là pha thứ bát la dáng. Và nếu các bạn để ý thì cái nốt giai điệu với cái nốt bay luôn tạo một quãng 6 sẽ rất là thú vị nè. Ta ti ta ti, đây cũng là một quãng 6 thứ và tương tự. Và là pha đây lại là bậc 6 của pha thứ bát la dáng. Tại sao quãng 6 nó đẹp vậy? Những cái clip trước tôi đã hướng dẫn cái cách nốt bay đi lên rồi đúng không nào? Cái mục đích của hòa âm là làm sao chúng ta luôn tôn được cái giai điệu lên cho nó đẹp. Thì nếu mà muốn tôn giai điệu đẹp thì chúng ta lại phải nắm được kiến thức hòa âm. Tại sao cái khúc đó mình lại dùng cái hòa âm này? Tại sao lại quãng thuận, quãng nghịch? Tôi không có nhiều thời gian để giải thích ở trong những clip hướng dẫn như vậy. Thì nhưng mà tôi chỉ giải thích với các bạn là quãng sau thứ là quãng thuận, cho nên là nó nghe sẽ rất là êm tai. Nào, ta ra ti ra ti ra ra ti. Vậy chưa nào? Thì giai điệu ti ra, giai điệu nó đi lên và lặp lại làm hai lần. Ti ra ta ti. Thì cái nốt bay chúng ta đi xuống nó rất là thú vị. Tiếp ta ti ta, lại giai điệu đi lên này, ta ti ta. Thì ta sẽ sử dụng là đô bát son đây này, nhìn thấy không? Ta ti 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 ta ti. Và liên tục như vậy tôi sẽ có một hợp âm đi lên liền bậc tiếp theo là rê trưởng bát pha thang để về son sus 4. Thì rõ ràng ở đây ta sẽ có một nốt bay đô si la dáng về son, về pha, về son, về đô. Một tiến trình nốt bay đi liền bậc được cung nghe rất là dễ chịu. Tôi làm lại ha. Ti ra ti ta ra ta ri ra ta ra ri ta ra ri do ra ti ta ra ri ra ta ra ti ta ra. Ở đây tại sao lại có rê trưởng bát pha thang ở đây? Lại liên quan đến vấn đề hòa âm. Nếu các bạn nắm về thứ hòa thanh giai điệu là ở trong, các bạn nào mà là học viên của tôi thì ở trong tập 2 á, về hòa âm nâng cao của tôi, thì các bạn sẽ nắm được cái việc này. Tại sao trong đô trưởng không có dấu thang dáng nào mà hòa âm chúng ta sử dụng rất nhiều phím đen ha? Rồi pha thang, son thang, si dáng, la dáng vân vân ha. Rất nhiều những hợp âm màu sắc sẽ giúp cho các bạn chơi đàn rất là màu sắc. Thì có rất nhiều các bạn thì cũng hay email và nhắn tin về cho tôi là thầy em đã học rất nhiều các khoa học rồi mà cái phần hòa âm của em nó vẫn chưa được màu sắc, hoặc là em không biết cách áp dụng như thế nào với một cái bài quen thuộc như thế này. Thì đây là chỉ là một cách đặt hòa thanh nhé, nó còn rất nhiều cách đặt hòa thanh khác nhau nữa cơ. Thì có người thì thích cái tuyến đi liền bậc, có người thì lại không, có người thích ly điệu giống vừa rồi tôi này, ta li da ti da da ti da, về mi thứ bảy tôi dẫn về mi giảm bảy giảm này, ti da ti da, nhiều người ta thích như vậy. Đó, thì hoặc là ti ra ti ta ra ti ta ti ta ti ra ti đó.
ở đây người ta về re trưởng bắt đô ta đà ba ti ba đô, tức là nó có rất nhiều cái phương cách để đặt hòa thanh cho giai điệu tùy theo phong cách âm nhạc, tùy theo đối tượng nghe và tùy theo cái mà mình muốn truyền tải thông điệp là gì. Tại đôi khi buồn thì truyền tải thông điệp bằng những hòa âm nào, tại sao suất 2, suất 4, 7, 9, 11, 13 nó có giá trị làm sao. Thì tất cả những cái đó đều có những cái nguyên tắc. Thì có thể cho các bạn bị hỏng về hòa âm này, hoặc là các bạn học cóp nhạc này, hoặc là có thể cái kiến thức đó nó chưa phù hợp với tất cả các bạn. Thì các bạn có thể tìm hiểu thêm về cái khóa học của tôi gồm 5 tập từ cơ bản đến chuyên sâu về đệm hát. Tôi đã hệ thống lại để cho các bạn không phải học cóp nhạc. Ví dụ suất 2 là gì? Đó. Tại sao ở đây dùng suất 2? Rồi về suất 2 thì về đô 7 làm sao? Đô tam giác 7 là gì? Đô 7 9. Yeah. Dẫn. Câu lót, câu dẫn. Hợp âm dẫn, ly điệu vân vân, rất nhiều các cái kiến thức về hòa âm thì tôi đã hệ thống lại để giúp cho các bạn học theo một cái lộ trình nó giúp cho anh chị nó sẽ không phải bị cóp nhặt nữa và nó không phải bị hỏng về kiến thức. Để mình muốn nâng cao lên thì mình biết cách mình phải làm sao ha. Thì mọi cái thông tin về khóa học thì tôi đều để ở trên website haipiano.com. Thì cái cách học thì mỗi một bài tôi đều có giáo trình là file PDF cộng với clip và giảng đi kèm. Và sau mỗi bài các bạn có câu hỏi gì thì tôi sẽ trả lời cho các bạn. Và sau 3-4 bài các bạn thực hành bài mẫu thì tôi sẽ sửa ngón cho các bạn. Thì học như vậy nó sẽ rất là chất lượng. Có rất nhiều các bạn đã học và đã thay đổi từng ngày. Có rất nhiều anh chị thì email về cho tôi là thầy ơi, nhờ khóa học của thầy mà tôi đã thực hiện được đam mê chơi piano của mình. Bởi vì ban ngày đi học thì ban ngày đi học còn đi làm này, đó, đêm về mới có thời gian để học, thậm chí sáng sớm đeo tai phone mà học. Và mỗi một ngày anh chị chỉ cần dành khoảng chừng 30 phút thôi thì sau 6 tháng đến 1 năm thì anh chị sẽ thấy cái phần hòa âm của anh chị chơi nó sẽ rất là màu sắc. Và mọi thông tin thì anh chị có thể email cho tôi hoặc tôi để số điện thoại trên phần mô tả. Tôi sẽ luôn đồng hành cùng với tất cả anh chị. Và anh chị muốn xem hết cái bài mùa thu cho em này, muốn nghe hết đầy đủ thì anh chị xem ở dưới phần comment. Tôi có để link full bài để anh chị cùng thưởng thức ha. Và anh chị muốn tôi hướng dẫn bài gì cũng hãy comment cho tôi biết. Và anh chị quan tâm đến những cái chủ đề gì mà muốn tôi hướng dẫn thì cũng hãy comment cho tôi. Và anh chị thấy clip này có ích thì hãy nhớ bấm like, subscribe và share giúp tôi. Cảm ơn chị rất nhiều và hẹn gặp lại. Bye bye.